bạn quay trở lại với một video mới. Hôm nay cũng là một video rất random thôi, vì Tiên biết là khá lâu rồi thì Tiên không lên một cái video nào với mọi người. Trừ cái video gần đây thì không tính, tại vì Tiên lại up ở trên channel của mình. Nhưng mà nếu mọi người thích thì Tiên là sẽ để link cái video của mình ở phía dưới nhé. Ok, bây giờ thì bắt đầu. Ngày hôm nay là một ngày mà cũng lịch trình của Tiên cũng phải đi khá là nhiều nơi. Thực ra không phải đi làm nhưng mà phải đi kiểu nhạc sĩ rồi đi tập các thứ. Thế nên là Tiên nghĩ là Tiên sẽ rủ mọi người đi cùng với Tiên luôn. Và yeah, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu từ cái bước basic nhất là cái bước get ready buổi sáng. Thường thì tối hôm trước thì Tiên sẽ luôn tẩy trang cũng như là skincare rất là sạch, kiểu rửa mặt rất là sạch để đi ngủ. Nhưng mà sáng ngày ra thì vẫn luôn phải rửa mặt lại, vì thứ nhất là mình sẽ bị dính bụi ít nhiều từ gối khi mà đi ngủ. Nếu mà bạn nào giặt thường xuyên thì tốt, nhưng mà đối với có nhiều bạn thì kiểu không giặt thường xuyên thì nó cũng sẽ kiểu bụi từ tóc này nó dính vào gối rồi nó dính lại vào mặt mình. Thì sáng ra vẫn cần phải tẩy trang cũng như là rửa thật là sạch. Thêm nữa là Tiên thì bị một cái là khi mà Tiên ngủ thì dầu thừa đổ ra rất là nhiều, sáng dậy là mặt bóng nhẫy luôn. Nên là cái bước rửa mặt buổi sáng cũng là một bước rất quan trọng với Tiên. Loại nước tẩy trang mà hôm nay Tiên chọn dùng sẽ là Bioderma Sensibio H2O. Thật ra em này Tiên nghĩ là mọi người quen mặt lắm rồi, nhìn ở đâu cũng thấy, bạn bè xung quanh Tiên cũng dùng cái này rất là nhiều, hoặc nhắc đến nước tẩy trang là nhắc đến loại này. Bioderma thì còn có cả màu xanh lá cây và màu xanh nước biển nữa, nhưng mà Tiên thì Tiên chọn đi màu hồng. Bạn này thì có độ pH là 5.5, tức là một cái độ pH an toàn cho cả những da nhạy cảm nhất. Thế nên là khi dùng thì Tiên không có phải lăn tăn quá nhiều. Thêm nữa là ngoài tác dụng tẩy trang thì em này còn cải thiện cái tính nhạy cảm của da cũng như là tăng khả năng tự vệ. Tức là đây là một cái điểm mạnh, điểm cộng khá lớn mà Tiên dành cho em này so với những loại nước tẩy trang khác. Thêm nữa là bạn này thì nhẹ dịu, thế nên là khi mà lau tẩy trang mắt thì cũng không bị rát. Tiên thì lại hay make up mắt, tại vì Tiên không có đôi mi hay gì nên Tiên phải chốt mascara này, cũng như là Tiên đánh phấn mắt rất là nhiều. Nên là tìm được một cái loại tẩy trang mà khi lau mà nó không bị rát thì là một sự may mắn. Thêm nữa là bạn này thì đáp ứng được những cái tiêu chí của Tiên, đấy là sạch này, nhẹ dịu này, và thêm nữa là nhanh chóng, bởi vì có thể không cần rửa lại với nước cũng không sao. Thế nên là dạo này gần đây khi mà Tiên đi camping cũng như là Tiên đi từ thiện ở những cái nơi mà Tiên không chắc về nguồn nước lắm ấy, thì Tiên sẽ đem em này vào bông tẩy trang thôi là đủ rồi. Dĩ nhiên là khi mà mọi người ở nhà thì mọi người vẫn nên double cleansing, chứ đừng nên dừng ở mỗi bước tẩy trang này nhá. Nhưng da Tiên rất nhạy cảm, thế nên là đi Sài Gòn một vài hôm thì dùng nước ở vào cũng dễ bị mẩn này, hoặc là đi Điện Biên, đi những cái nơi mà trong rừng núi nguồn nước nó không được quá sạch ấy, thì da mình cũng sẽ rất là nhạy cảm và lên mụn rất là nhiều. Thế nên là khi đem cho bạn này đi thì mình sẽ yên tâm hơn. Ok, bắt đầu vào bước tẩy trang. Thì Tiên sẽ dùng bông. Thực ra thì Tiên sẽ cho mọi người thấy là sau một đêm thì nó sẽ bẩn như nào. Đó, Tiên sẽ lau từ trong ra ngoài. Để nói một chút về Bioderma thì đây là một cái brand mà tất cả các sản phẩm đều là giải pháp đến từ sự thấu hiểu da và hệ da. Tức là các sản phẩm của brand thì sẽ khiến cho da chúng mình khỏe lên hàng ngày, khỏe từ bên trong ngay từ cả những bước đơn giản là những bước tẩy trang. Thế nên là không cần phải lăn tăn quá nhiều khi mà chọn sản phẩm của Bioderma đâu nhỉ. Bây giờ mọi người nhìn cái bông của Tiên là mọi người sẽ rất là shock, bởi vì tối qua là Tiên đã rửa mặt rất sạch nhá, double cleansing, tẩy trang các thứ, skincare, nhưng mà đến buổi sáng bây giờ thì nó vẫn sẽ như này. Đây là miếng bông sau khi lau, mà rõ ràng là tối qua Tiên đã tẩy trang rất là kỹ rồi đấy. Thế nên là nếu mà buổi sáng ra mà không chịu rửa mặt kỹ càng là vẫn rất có thể bị tắc lỗ chân lông nhá. Dù là buổi tối là Tiên là một người tẩy trang siêu siêu sạch, bởi vì nhất là những ngày mà Tiên make up nữa thì Tiên dùng sáp và massage nhũ hóa các kiểu, lúc đấy đã thấy mặt sạch có rồi. Nhưng mà đấy, sáng ra thì vẫn thường ngày bụi, bởi vì thứ nhất là nhà Tiên nuôi mèo thì lông màu mang ở khắp mọi nơi cũng dính lên mặt, da Tiên lại còn đục dầu. Với những ngày nào mà chỉ ở nhà thôi thì chắc là Tiên sẽ dừng lại bước tẩy trang, nhưng mà hôm nay thì phải đi nhiều nơi cũng như là Tiên sẽ make up, thế nên là Tiên sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt nữa cho đủ combo nhé.
vẫn là dòng dành cho da nhạy cảm thôi. Bạn treo mút xăng này thì không chứa xà phòng thì nên là sẽ giúp làm mềm da cũng như là củng cố hàng rào bảo vệ da nhờ chiết xuất từ dầu dừa và dầu bao hướng dương được lấy cảm hứng từ lipid tự nhiên trên da. Thế nên là sau khi dùng xong thì da mình vẫn sẽ có một độ ẩm nhất định. Bên cạnh khả năng làm sạch vốn có thì bạn này còn giúp giảm kích ứng, khô căng cũng như là giảm mẩn đỏ nữa. Về đến nhà, những cái footage mà Tiên tập ban nãy là cái gym mới mà Tiên mới đi tập ở đây, thì tập bằng cách là trao chạy dòng điện vào người, thế nên là mỗi buổi tập thì chỉ tốn khoảng 20 phút thôi, cũng như là mỗi tuần thì chỉ cần tập 2 buổi thôi, cũng khá là nhanh đối với những người lười và không có thời gian như Tiên. Bây giờ thì Tiên đã về rồi, tắm rửa xong hết ở gym rồi, nên là bây giờ sẽ get ready để đi ăn tối với bạn. Tiên đi ăn ở một nhà hàng của Pháp, thế nên là Tiên đã order xong rồi, một lát nữa mà đồ ăn ra thì Tiên sẽ quay cho mọi người xem là đồ ăn sẽ trông như nào nhé.